Tình hình các tàu cá ở một số tỉnh phía Nam khai thác trên ngư trường vùng biển bãi ngang của Thừa Thiên Huế bằng hình thức giã cào đã gây thiệt hại lớn về tài sản ngư lưới cụ cho bà con ngư dân ở đây. Và đáng nói là tình trạng này đã tồn tại từ nhiều năm qua nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết triệt để. Xã Phong Hải, một xã vùng biển bãi ngang, phần lớn người dân chủ yếu dựa vào phát triển kinh tế biển và nuôi trồng thủy sản. Bình quân mỗi ngày có thu nhập từ 300 đến 400 nghìn đồng một thuyền. Tuy nhiên, liên tục trong những năm trở lại đây, vấn nạn các tàu cá giã cào cắt kéo phao trà, ngư lưới cụ của ngư dân trên địa bàn Phong Hải đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khai thác cũng như thiệt hại về tài sản của ngư dân. Những chiếc tàu mà đánh giá nhà cao nữa là một năm là họ cao là đồ trẻ cho nữa là phải đặt đi họ cao thì là thiệt hại cho dân rất nhiều. Cho nên không cao là thu hết một ngày 70-80 cân 100 đi đủ cấu gống mà đấy đặt trong ra cao. Thế kiến nghị với những nhà chết chết về cấp trên can thiệp cho những để cho dân để sinh sống làm ăn. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Phong Hải, liên tục trong các năm 2013-2014 và 6 tháng đầu năm 2015, tàu cá thuộc một số tỉnh phía Nam bằng nhiều hình thức đánh bắt giã cào, sung điện đã cào kéo, cắt phá phao trà, ngư lưới cụ, gây thiệt hại tài sản của bà con ngư dân trên địa bàn lên đến hàng trăm triệu đồng. Chỉ tính riêng trong đợt cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2015, ngư dân Phong Hải đã bị các tàu giã cào gây hư hỏng và thiệt hại 14 điểm thả phao trà, 3 vàng lưới và nhiều lòng lừ mực, ước tổng thiệt hại gần 100 triệu đồng. Cái phản ứng hiện nay của người dân là rất bức xúc, nhiều nhất là đối với những cái tàu ở phía Nam mà các tỉnh phía Nam ra quay phá kéo phá trẻ ra của họ là họ không có làm được sản lượng. Từ đó họ rất phản ứng cái việc mà của những tàu đánh cá trên của các tỉnh. Nhưng mà cái giải pháp đến bây giờ thì cũng chưa là đề nghị cả cấp nên sớm để mà làm thế nào cho người dân an tâm. Nếu như không có những cái giải pháp mà không can thiệp thì người dân bức xúc sẽ có thể xảy ra là tranh chấp trên biển và xảy ra là mất là an ninh trên biển. Không chỉ riêng bà con ngư dân ở xã Phong Hải đang bị thiệt hại do nạn đánh bắt thủy sản bằng tàu giã cào, mà nhiều vùng biển bãi ngang tại các ngư trường thuộc vùng biển huyện Quảng Điền, Phú Vang và Phú Lộc cũng đang báo động về tình trạng đánh bắt theo hình thức tận diệt này.